đường ngon hôm nay có một bạn tôi nó má có một bụng bự bạn tôi nữa vô đây nữa ha, đường ngon đây tôi trúng số rồi. Hello hello hello, chào. Có ông Phật Di Lạc bạn tôi rồi. Hello, có bà Trần Bến Tre lo đi ngủ đi chứ, 11 gần 1 giờ rồi, gần khuya rồi ngủ đi. Trời ơi trời. Ấy à, hôm nay mình không biết lý do tại sao mà mình ngáy mình ngồi ngứa miệng quá. Hôm cho nay cho lên cho nói á, là ngày hôm qua thì những cái người mà cho nói lên cái bài đó đó, cái bài mà mình nói về cái chuyện mà cần sự giúp đỡ của những người việc tị nạn ở đây, cần phải lên tiếng nói giúp đỡ cho những người việc ở đây, thì có một số người vô chửi cho anh và đòi kiện cho anh. Thì cho anh có trả lời lại như thế này, tôi hỏi các anh chị đúng không? Mình là người Mỹ, người Việt gốc Mỹ, giống như người Mỹ, người Việt gốc, người Mỹ gốc Việt, dùng cho đúng từ, người Mỹ gốc Việt. Và họ cũng là những người Việt, Mỹ gốc Việt, nhưng mà những người họ không có giúp đỡ những người Việt với nhau trên cộng đồng, trên cái cùng một cái trong cái cảnh nỗi khổ này hiện tại, thì những người Việt đó, người Mỹ gốc Việt đó lại làm lơ đi những cái chuyện, làm lơ đi những cái chuyện hiện bây giờ trên sự mà gọi là những người giống như những người chủ tiệm vàng ở bên thành phố Oakland. Các chị biết không, cướp bây giờ lên tới cướp và những cái trị giá đồ hết toàn trong cái tiệm vàng thì có thể là bao nhiêu tỷ đô la đó. Đó thì bây giờ hỏi các anh chị chứ không có chịu lên tiếng giúp người ta, mà chuyên môn đi xỉa chuyện về bên Việt Nam xa xôi, thì cho anh chị lên tiếng cho nói tại sao ở nơi đây gần mà chúng ta không giúp đỡ những người Việt, gọi là những người Mỹ gốc Việt như chúng ta tại chỗ này. Không ai hề lên một lời. Trước khi mà họ được lên bầu cử, những người dân họ ở đây, cộng đồng người Việt ở trong thành phố Bắc Cali này, thì Lữ Khoa là bạn nè, Lữ Gia này cũng qua đây chơi nè. Cái người mà bình luận tụi nó không á là cũng là qua Mỹ chơi, qua San Jose chơi với John này biết nè. Thì cho nói là họ tại sao mà các anh chị chúng ta không lên tiếng để cái nhà, để cho chính quyền được giúp đỡ được những người họ biết là bảo hiểm có trả cho họ, nhưng mà bảo hiểm trả cho họ không được hoàn 100%. Thì các bạn có nên nghĩ là từ trong cái số những cái người tiệm xá đó, thì mình cũng có mấy người bạn ở đó, họ rất là than mình, những người bạn bị cướp tiệm vàng đó bị cướp. Thì bây giờ các chị nghĩ đi, một tiệm nó thí dụ như sữa 100.000 thì họ phải bỏ tiền túi ra tệ lắm từ 30 đến 40.000 mà để sửa cho hoàn tất, để họ tiếp tục họ làm ăn mua bán. Chứ bây giờ người Việt Nam mình á thì đa số ở bên này làm á thì khai, nói thẳng ra là khai gian dối, không có khai gọi là khai thật thà, tự cái gì cũng vậy á, bán cái gì cũng vậy, bán là bán cái gì cũng. Lữ Khoa nhớ ông mình qua đây cái mua cái gì anh em mình đi đâu cũng vậy, tiền mặt không, nó đâu lấy thẻ, Khoa thấy không? Thì các anh chị nghĩ đi, cái tiền đó không bao giờ họ khai hết được, hết 100%. Thì bởi vậy khi mà lên mà bảo hiểm nó lên thì nó nói ồ, tiệm mày mỗi năm khai chỉ có như vậy thôi. Ồ, chỉ có khai thí dụ như thường là người ta bán 100 đồng mà người ta khai có 40, 50 à. Đó là như vậy. Thì bây giờ các anh chị nghĩ đi, cái bảo hiểm họ không có đền hết. Bởi vì nếu mà cộng đồng người Việt của mình tại hải ngoại này lên tiếng thì có thể nhà nước sẽ giúp đỡ cho những người mà bị cướp như vậy một phần, tại vì có cái khoản tiền đó có trong cái gọi là trong cái cộng đồng á, cái tiền khoản tiền riêng trong cộng đồng á tại cái thành phố Bắc Cali này nó có chứ không phải là không có, thì sẽ giúp đỡ được cho người ta. Ví dụ một tiệm 10.000 hay 20.000 thì họ cũng đỡ, các chị hiểu không? Các chị có biết tiệm vàng nó bị cướp một lần á là mấy trăm cây vàng chứ không phải là cả ngàn cây vàng luôn, chứ không phải là vàng nữa đâu, người ta làm cả đời á. Tại vì vàng ở bên này người ta đi về á tối á người ta bỏ vô trong cái tủ đó, không có ai mang về, giống như Việt Nam mình đi về rồi họ xách cái vali họ mang về đâu, không có, họ không có làm chuyện đó. Họ bỏ trong cái safety box á, giống như một cái thùng sắt vậy đó, nhưng mà
sắc cỡ nào sắc tụi nó cũng nảy, tụi nó lấy hết à, các anh chị hiểu không? Lũ Mỹ Đen này mà ở bên Úc, cái thành phố Úc Linh là cái thành phố nó ba trời lắm, ở dưới sân phân nó còn đỡ. Úc Linh là tôi nói, cái thành phố Úc Linh là tôi nói trên đời dưới đất là chỉ có là đen là đúng không? Ở trong trên nước Mỹ mình, Mỹ Đen mà trong cái thành phố Úc Linh đó, là không có cái chỗ nào mà nó cặn bã mà nó giết người cướp của bằng ở thành phố Úc Linh đó. Thì bây giờ những cái người mà tôi chọc lậu đích của họ hôm qua, họ nghe họ ngứa, thì họ có một số người họ nhắn tin cho những người kia đẩy qua tôi. Tôi thích thì tôi sẽ đưa lên trên mạng cho coi, hầu gọi là thưa tôi là phỉ báng họ, lên truyền thông nói không đúng chính xác. Tôi đâu có nói gì không chính xác đâu, tôi chỉ lên tôi giống như mấy cộng Việt Nam Cộng Hòa đòi nhân quyền thôi. Thì bởi vậy hôm nay tôi muốn làm cái bài gọi là nhân quyền đó, hiểu không? Những Việt Nam Cộng Hòa, những thằng chống cộng cực đoan á, chuyên môn nó đòi nhân quyền cho người Việt Nam, cho hỏi nè. Hôm qua tôi có chia sẻ một cái bài đó rõ ràng trong nhà, trong bức tường á, anh cảnh sát, hai cảnh sát giao thông, cái người bị gọi, bị cái người mà bị bắt là cái anh của cô gái đó. Điển hình là mình nói chia sẻ, mình nhắc lại thì có không, có một số anh chị có coi, các anh chị không có coi trong tường nhà tôi. Cái anh chàng xe rượu lái xe, hai anh công an kêu ngừng lại, đè ra đánh anh công an. Cái cô gái em gái cũng vậy, chửi bới phỉ báng. Như vậy thì anh chị nghĩ đi, mình có nên đòi quyền công quyền, có lần quyền rồi cái quyền nhân quyền cho anh công an đó không à? Hay là bây giờ là cứ bảo là phải mấy thằng sọc lầu bên này phải sọ mỏ về bên đó à, bảo là nhân quyền với ông nhân quyền, mình tại đi xa quá. Bây giờ cho anh đứng lên nè, anh đứng đây nè, cho anh khiếu nại là những cái người mà đã từng lương gạt, cho nói thẳng này nè. Bây giờ cho anh không muốn, bây giờ nếu mà nói là không xuyên tạc không có đúng gì, bây giờ tôi không xuyên tạc, tôi nói bây giờ tôi nói thẳng này, những người đã được cộng đồng người Việt đại Bắc Cali này, những người dám đứng lên đi, tôi thách đố những người á nhục nhã, những người làm trong cái cộng đồng mà gọi là trong chính phủ nhà nước, trước khi mà mọi người lên tiếng bảo là ok, làm ơn là phước cộng đồng người Việt đứng ra bầu cử cho tôi, khi mà tôi ứng cử thì tôi sẽ làm hết mọi chuyện, hết sức lực tôi để giúp cho cộng đồng người Việt. Đủ con đĩ mẹ mấy người xào lồ, nhìn kỹ tôi nè, tôi có đeo kiến, tôi nói thẳng nè, mấy người xào lồ đúng không? Bây giờ tôi chửi thẳng á, tôi chửi động á, ai nghe được thì nghe, thì còn không nghe được thì thôi, kiện đi, biết tên tôi, địa chỉ, cái gì cũng biết mà, kiện. Tôi đi tòa, tôi đi hầu, tại vì tôi thấy mọi người gạt người dân Việt Nam ở đây. Những thằng, những con mà đã từng đái bảo là ôi, giúp đỡ đi, rồi chúng tôi sẽ đứng lên, làm hết mọi những chuyện mà cho cộng đồng người Việt, thì đủ má. Bớt xạo lồn đi nha, không, những thằng, những con mà đủ má gạt người dân như vậy đó. Bây giờ cảnh khổ khá xa xôi, bây giờ đừng có xỏ mỏ hay những cái chuyện gì xa xôi quá, xa vời vợi. Việt Nam bây giờ là rực rỡ đó, giống như là John vậy đó, Việt Nam gọi là rực rỡ, thì hiện bây giờ bớt xàm lồn, giúp cộng đồng người Việt, giúp những cái chuyện đó gọi là nhân quyền đó, nhân quyền của những người đó bị cướp bóc đó, thấy không? Giống như cái bản nhạc của tụi bay nói là đủ má, làm cho cái gì đó giúp cho dân được tiếng no ấm gì đó, rồi được quyền nhân quyền cướp bóc. Thì hiện bây giờ những người Mỹ gốc Việt đang tại thì bên nước Mỹ này bị cướp bóc, lấy cái nhân quyền lại để cho họ, những người chủ tiệm, những người chủ business đó đòi lại tiền cho họ đi nha, làm ơn làm phước giùm tôi. Rồi á, cái chuyện mà tôi phỉ báng mấy người á, tôi thọt lỗ đích mấy người á, kiện tôi sẽ đi hầu nhá, kiện tôi đi, tôi sẽ đi hầu. Tại vì sao? Facebook mà, mấy người làm trong chính quyền mấy người cũng biết mà, trên Facebook thì mà mặt của mọi người trên đây hoàn toàn cũng biết thằng John khùng mà, nói những cái chuyện gì ra đúng thì nó mới nói, còn sai nó không có nói đâu, hiểu chưa? Nhưng mà cái chỉ có một cái một nè, bớt xàm lồn, bớt xàm lồn, nhân quyền tại chỗ mình, sát mình đi, đừng có nhân quyền xa xôi vời vợi quá, đừng có cái kiểu mà
đầu heo gọi là gì, treo đầu heo mà bán thịt chó, mà thịt chó bên này nó mắc hơn đầu heo. Đầu heo không ai ăn hết, đúng không? Đúng không? Người Việt Nam mình phải đoàn kết với nhau chứ. Tại sao mà đụng má lên? Trước khi mình lên mình nhận chức thì mình bảo là ôi tôi kính mong đồng bào, kính mong bà con trong vùng Bắc Cali hải ngoại, trong vùng này gì đó ABC, tôi rất mong bà con ủng hộ tôi, bầu cử cho tôi. Khi tôi ra nhận được thì tôi sẽ gọi là hết mình. Nhưng bây giờ tôi đéo thấy hết mình con cặc gì đó. Tôi thấy đủ má, mỗi lần mà đi làm về cái là đủ má bỏ úp hình lên rồi ăn uống hay con cặc gì đó, bỏ lên Facebook không à. Úp hình lên Facebook xong rồi đủ má khoe của đồ này nọ. Đó, bây giờ đủ mẹ, bây giờ tới phiên giờ người Việt mình khổ kìa. Người Việt mình khổ kìa. Cái lúc mà đủ má năn nỉ người ta là những người người ta ủng hộ đó rồi sao? Rồi đi tới từng tiệm, ồ hôm nay mình cần cái này. Cái lúc mà người ta cũng ủng hộ người ta, còn lúc người những người Việt đó cũng bỏ tiền người ta ủng hộ mấy người vậy đúng không? Mỗi lần mà giống như là muốn làm cái hội hè gì, những cái tiệm xá đồ bên Mỹ thì những cái thành phố người ta cũng, những tiệm vàng, tiệm ấy người ta cũng bỏ tiền người ta ủng hộ vậy. Thì bây giờ mình cũng phải bánh ít đi bánh quy lại chứ, đúng không? Không thấy gì hết à. Không thấy gì hết à. Bởi vậy miễn lời nói của mấy người chẳng khác gì mấy người sọc lồn. Đủ má rồi cái còn cái chuyện mà vớ vẩn, giống như cái chuyện vớ vẩn rồi trước tôi chửi một lần nhau. Cái chuyện vớ vẩn là chuyện vớ vẩn gì? Tự nhiên cái đi lên xin cái quyền gọi là không được cắm cờ đỏ sao vàng ở trong vùng khu Lý Đồ Sài Gòn, là không có được quyền treo, chỉ được treo cờ ba sọc thôi. Cái chuyện đó là chuyện sầm lồn đúng không? Tôi cự một lần rồi cũng chửi tôi, nhưng mà làm được cũng cắt gì nhau đúng không? Mấy người thừa hiểu cái chuyện đó mà quê lắm không? Đụng má đụng nga chứ khùng này mà đụng tới thì đụng má nó chọc gậy bánh xe, đụng má tức cả làng. Tôi đã chọc đụng má bao nhiêu sọc lồn rồi, đụng má nó điên rồi mà gặp tôi khùng nữa, đụng má nó chỉ có nước nhảy lầu thôi à. Mình làm cái gì làm người đi đừng làm chó, thấy không? Bớt sầm lồn lại, biết không? Lên đây á, mình lên đây á, mình xin lại cái nhân quyền cho những người tiệm xá người ta đi. Nếu mà mình đã có tiếng nói ở trong cái nhà nước này á, lên chỉ cần nói một tiếng hay hai tiếng mình ủng hộ cho người ta, nhà nước bỏ cái tiền quỹ chích cái tiền nó xuống cho mỗi hộ cái tiệm mà bị cướp á, đâu khoảng vài chục ngàn người ta cũng đỡ chứ. Hỏi bây giờ đâu có tiền đâu. Người ta hỏi tôi giờ sửa tiệm nó nhiêu, ví dụ tôi nói cái tiệm nó 100 ngàn, bảo hiểm đâu có đền được 100 ngàn đâu. Ai móc tiền túi ra giờ bị cướp sạch hết mẹ nó rồi đâu. Các anh chị nó buồn cười lắm. Cái chuyện mà nó vớ vẩn, cái chuyện này chuyện có thật chứ không phải tôi nói đùa nha các chị. Khi mà họ lên đó các chị, cái chuyện mà treo cờ ba sọc á, ở bên Mỹ này mà, ai muốn treo cái gì treo. Nước Mỹ nó không có cái lực cấm đó mà dám la là ô trong cái Lý Đồ Sài Gòn này nè, là trong cái khu này là chỉ có được quyền treo cờ ba sọc thôi. Tại vì hả, mình đứng lên mình nói trên cái trong cái quận á là không có được treo cờ đỏ sao vàng, chỉ có được treo cờ ba sọc vàng thôi, cờ ba sọc thôi, cờ Việt Nam Cộng Hòa thôi, chứ còn hả cờ đỏ sao vàng không được treo. Từ cái ngày đó là mình cứ thọt lỗ đến thò hoài, mình cứ đội nón bộ đội với cờ đỏ sao vàng mình đi vòng vòng mà không ai bắt mình hết á. Bớt đi nha, bớt xàm cái. Tại vì mình á, mình làm cái gì làm cho người Việt mình, cái người đó cũng là ủng hộ mình lên được có chức có quyền thì lên ủng hộ người ta lại, thấy không? Đâu có gì đâu, chỉ cần lên tiếng nói thôi. Sợ hả? Sợ bị Mỹ Trắng nó chửi hả? Hay là sợ bị thất thoát, sợ bị thất thoát cái tiền đó rồi mấy người chia không đều, sợ không được cuối năm này đúng không? Không đủ tiền chia hả? Mình biết hết á, nhưng mà cái chuyện ở đâu cũng vậy, đúng không? Tham nhũng thì ở đâu cũng tham nhũng, nhưng mà chơi cái gì ít ít thôi, đúng không? Ví dụ như mình đang đi chiếc xe mới đó, là cũng là tiền của nhà nước nó ấy ra, chứ không phải là tiền của mình, đúng không? Cái xe mới là tiền xe của nhà nước, xe của cơ quan nó mua cho mình. Cứ mỗi năm, hai năm mình cứ đổi chiếc xe, vậy là cũng là tiền từ dân nó ra đó,
của những người Việt ra đây làm, ra buôn bán, người ta đóng tiền cho mình đó, mới ủng hộ được cái tiểu bang mình mới được như vậy. Một người đóng thuế mà cũng có phần tiền của tôi đóng ở trong đó nữa đó. Nên cái bởi vì tôi được quyền tôi lên tiếng, hiểu chưa? Bởi vậy mấy anh chị ơi, bớt giùm tôi một cái, mình làm người đi, đừng làm thuốc. Mình có cái lòng thương vị tha chút xíu. Nhân quyền, bây giờ mình lên mình nhân quyền đi nha. Chứ nhân quyền Việt Nam xa xôi lắm nha. Nha, mình năn nỉ các anh chị đó nha. Còn thưa đó, thì nếu mà tôi đúng á, nói nếu mà tôi nói sai á thì cứ thưa đi. Địa chỉ, tên, tuổi, số phone biết hết mà. Có cần mình giới thiệu cho luật sư để thưa mình luôn không? Hoặc là mình trả tiền luật sư trước luôn nha. Mình chơi là mình chơi chạy đó. Đi. Đừng có cái kiểu mà ăn cháo đái bát nha. Người ta lên người ta đã ký, khi mà người ta đi bầu cử đó, người ta cũng ủng hộ mình. Cứ làm vậy cho nó đúng đi, tới mùa bầu cử này thế nào cho cũng đứng lên cho nói mọi người lên. Giờ người ta bầu cử cho mình thêm một nhiệm kỳ nữa nhé. Làm tốt đi. Cho chỉ có vài lời cho nói vậy thôi. Còn thưa kiện thì nhớ nha. Thưa thì vô tư ha. Nha, cứ vô tư mà thưa nhé. Còn á, đừng có nói đừng la gì hết đó, cứ làm đi nhé. Thôi, mình xin chào.